Thầy chào các em, hôm nay thầy đến với các em với bộ môn toán của lớp 5. Bài học hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em đó là bài phân số thập phân. Trước khi vào bài học, các em cần kiểm tra lại cho thầy. Thứ nhất, cuốn toán 5. Thứ hai là cuốn vở bài tập toán 5 tập 1. Sao cho có kèm phần mềm sách điện tử IC-Book được dán ở phía sau bìa 4. Nếu các em vẫn chưa có quyển sách này thì các em hãy truy cập vào trong web icbook.vn để được hỗ trợ. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em cái bài phân số thập phân. Đầu tiên, các em hãy đọc cho thầy các phân số đã cho. Như các em đã biết cách đọc phân số, đầu tiên ta đọc tử số, sau đó đến phần, rồi đến đọc mão số. Vậy, ta đọc phân số này là 3 phần 10. Tiếp tục, phân số thứ hai ta đọc là 5 phần 100. Và phân số thứ ba ta đọc là 17 phần 1000. Như vậy đó là cách đọc phân số. Và các em nhận xét, trong 3 phân số đã cho, phân số thứ nhất có mão là 10, phân số thứ hai có mão là 100, phân số thứ ba có mão là 1000. Thì những phân số này, và người ta gọi đó là phân số thập phân. Như vậy các em nhớ, phân số thập phân là phân số có mão là 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 triệu, vân vân, thì gọi là phân số thập phân. Các em hãy qua cái ví dụ sau. Bây giờ thầy sẽ cho một ví dụ thứ nhất là 3/5. Từ phân số 3/5, ta thấy mão của mình là 5, nhân với 2 thì sẽ được là 10. Ta sẽ biến đổi phân số 3/5, ta lấy cả tử lẫn mão của phân số đã cho, ta cùng nhân với 2, ta được là 6/10. Vậy, từ phân số 3/5, ta đổi thành phân số 6/10, và phân số sau cùng này được gọi là phân số thập phân. Tương tự như thế, chúng ta có phân số thứ hai có mão là 4. Vậy ta thấy 4 nhân với 25 thì sẽ ra được 100. Vậy thì ta lấy phân số 7/4, cả tử lẫn mão ta cùng nhân cho 25, ta sẽ được là 175%. Và phân số cuối cùng này cũng gọi là phân số thập phân. Tương tự như thế, ta sẽ có một cái phân số thứ ba là 20/125. Ta thấy 125 ta nhân với 8 thì sẽ ra được 1000. Vậy ta lấy phân số đã cho, ta tử và mão nhân cùng với 8, ta sẽ được phân số mới là 160/1000. Và phân số mới này cũng gọi là phân số thập phân. Như vậy, từ phân số đã cho, ta có thể biến đổi thành một phân số thập phân. Bây giờ các em hãy chú ý, đó là khi muốn chuyển một phân số thành phân số thập phân, ta tìm một số có thể nhân với mão để được 10, 100 hoặc 1000, rồi lấy cả tử số và mẫu số của phân số nhân với số đó để được phân số thập phân. Hoặc là ta có thể rút gọn phân số đã cho để được một phân số thập phân. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài thứ nhất, đó là bài đọc các phân số thập phân. Đối với bài này thì các em đọc rất là đơn giản, thầy chỉ nhắc sơ qua. Phân số thứ nhất ta đọc là 9/10. Tương tự như rứa, phân số thứ hai ta sẽ đọc là 21/100. Phân số thứ ba ta sẽ có là 600/1000. Và phân số thứ tư ta được là 720/100.000. Bây giờ các em hãy sang bài số 2, đó là viết các phân số thập phân. Bài này là bài cho đọc số. Bây giờ chúng ta viết ra phân số. 7/10, như vậy ta có 7 là tử, 10 chính là mão, vậy ta có 7/10, ta viết là tử là 7, mão là 10.
Tương tự, con số thứ hai 20%. Như vậy tử của mình là 20, mão của mình là 100. Vậy ta có phân số là 20%. Tương tự như thế, phân số thứ ba ta sẽ có là 475/1000 và phân số thứ tư là 1/1000. Và các em lưu ý cho thầy, các phân số này đều có mão là 10, 100, 1000 và 1000, thì những cái phân số này được gọi là phân số thập phân. Bây giờ các em hãy qua bài số 3, đó là bài phân số nào là phân số thập phân. Như vậy, đề cho của chúng ta có 5 phân số, đó là 3/7, 4/10, 100/34, 17/1000, 69/2000. Và đề bài yêu cầu trong 5 phân số này, phân số nào là phân số thập phân thì các em sẽ chỉ ra. Như vậy, để các em nhận biết được phân số thập phân thì các em lưu ý cho thầy, đó là mão của chúng ta phải là 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, triệu, vân vân. Mão mà có dạng như thế thì chúng ta gọi phân số đó chính là phân số thập phân. Vậy ta xét trường hợp thứ nhất, 3/7. Như vậy mão chúng ta là 7, như vậy phân số này không phải phân số thập phân. Phân số thứ hai, 4/10. Vậy mão của chúng ta là 10. Như vậy có dạng là 10 thì phân số này chính là phân số thập phân. Tương tự như thế, 100/34, tử của ta 100 nhưng mà mão lại là 34. Thì 34 thì không phải là phân số thập phân. Tương tự như thế, chúng ta sẽ có phân số thập phân thứ hai là phân số 17/1000. Riêng phân số cuối cùng là có dạng 2000 thì đây cũng không phải là phân số thập phân. Vậy bài số 3 chúng ta có hai phân số thập phân, đó là phân số 4/10 và phân số 17/1000. Bây giờ chúng ta sẽ qua bài số 4, đó là viết số thích hợp vào ô trống. Câu A. Như vậy chúng ta xem 7/2 bằng 7 nhân với ô trống 2 nhân với ô trống sẽ bằng ô trống phần 10. Vậy thì đối với cái bài tập này thì chúng ta xem mão cuối cùng của chúng ta là 10. 10 thì chúng ta sẽ bằng 2 nhân với 5. Đúng rồi. Vậy ta nhân cả tử và mão cho cùng 5. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phép tính. 7 nhân 5 chính là 35. 2 nhân 5 chính là 10. Như vậy ta điền số ô trống còn lại chính là 35. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua câu B. Các em sẽ xem phân số cho là 3/4 và bằng ta lấy cả tử và mão nhân cho cùng một số là ô trống và kết quả của chúng ta là bằng ô trống phần 100. Như vậy ta thấy mão kết quả của chúng ta là 100. Thì 100 thì các em nhớ lại, 100 chính là bằng 4 nhân với 25. Như vậy ta nhân cả tử và mão cho 25. Và ta thực hiện phép tính để được kết quả. 4 nhân 25 thì là bằng 100. 3 nhân 25 thì chúng ta sẽ bằng 75. Như vậy ta có kết quả của chúng ta là 75%. Tương tự như thế, chúng ta làm câu C. Đối với câu C, đề cho là phân số là 6/30 và bằng ta lấy cả tử lẫn mão ta chia cho cùng một số và kết quả của chúng ta chính là mão là 10. Vậy ta suy ngược lại, mão là 10, 10 thì sẽ bằng 30 chia cho 3. Như vậy ta biết kết quả ở đây là ta phải điền số 3, vậy ta điền cả tử lẫn mão cho 3 và ta thực hiện phép tính. 6 chia 3 thì sẽ bằng 2, 30 chia 3 thì sẽ bằng 10. Vậy kết quả của chúng ta chính là bằng 2/10. Đối với câu C, các em lưu ý cho thầy một điều. Từ phân số 6/30, chúng ta thực hiện qua một phép tính, chúng ta sẽ có được phân số 2/10. Và 2/10 này các em chú ý cho thầy, 10 của mình là mão, vậy phân số đã cho
chính là phân số thập tập phân. Như vậy các em nhớ phân số 6/30, ban đầu chúng ta nghĩ đó là không phải phân số thập phân, nhưng mà qua một phép chia gọi là rút gộ thì chúng ta sẽ được phân số thập tập phân. Bây giờ các em sẽ đi qua câu D. 64/800. Và bài này chúng ta cũng thực hiện phép chia cho tử và mão chúng ta cùng một số. Và chúng ta có kết quả của mão là 100. Ta suy ngược lại, 100 chính là bằng 800 chia cho 8. Vậy ta chia cả tử lẫn mão của mình cho 8 và ta thực hiện phép tính, ta sẽ được là 8/1, 100. Như vậy, các em qua 4 bài tập thì các em hiểu được là như thế nào là số thập phân. Ta sẽ biết được cách đọc số. Từ cách đọc số chúng ta viết được phân số thập phân. Từ phân số đã cho, chúng ta có thể biến đổi thành phân số thập phân qua hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là ta nhân cả tử lẫn mão cho cùng một số để được phân số thập phân. Đó là câu A, câu B. Trường hợp thứ hai, chúng ta có thể chia cả tử lẫn mão của phân số đã cho cùng một số để ta được phân số thập phân. Bây giờ các em hãy sử dụng cuốn sách điện tử trong vở bài tập toán 5 tập 1 để chúng ta thực hiện bài tập. Hướng dẫn sử dụng phần mềm iCBooks kèm theo. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài 5, đó là bài phân số thập phân. Đối với bài này, trong cuốn sách điện tử của chúng ta có 4 bài tập nhỏ và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện bài 1. Viết cách đọc các phân số thập phân theo mẫu A. 5/10, 75%, B. 257/1000, C. 9675/1000. Đối với bài 1 thì các em xem câu A là chúng ta đọc phân số thập phân. Như vậy các em nhớ lại, muốn đọc một phân số chúng ta sẽ đọc tử số, sau đó đọc phần, rồi sau đó đọc mão số. Để các em làm bài tập này thì các em hãy kích vào nút học sinh làm bài để các em làm bài tập. Tương tự như thế, các em sẽ thực hiện tất cả các bài tập. Rồi các em sẽ kích vào nút kiểm tra để kiểm tra bài làm của mình. Và kích vào nút lưu lại để chúng ta lưu lại bài làm của mình. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em bài số 2 để các em làm bài tập. 2. Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Bài 2 này là bài là cho đọc số, chúng ta viết số. Như vậy, để các em thực hiện bài tập này, các em cũng kích vào nút học sinh làm bài để chúng ta làm. Thầy hướng dẫn, đối với bài 9/10, thì các em tách cái chữ phần. Trước phần là 9, có nghĩa là tử số của chúng ta là 9. Mão 10, sau chữ phần là 10, có nghĩa là mão số của chúng ta là 10. Như vậy ta có phân số được viết là 9/10. Tương tự như thế, các em sẽ thực hiện các cái bài tập còn lại. Rồi các em kích vào nút kiểm tra để kiểm tra bài làm, sau đó kích vào nút lưu lại để lưu lại bài làm của mình. 3. Chọn phân số thập phân. Đối với bài 3 của chúng ta, đó là bài chọn phân số thập phân. Nghĩa là trong các phân số đã cho, các em xem phân số nào là phân số thập phân. Thầy nhắc lại cho các em một lần nữa. Đối với phân số thập phân là phân số có mão số là 10, 100, 1000, 10.000, vân vân. Những phân số nào có thể rút gọn được thì chúng ta sẽ rút gọn. Và để thực hiện bài tập này, các em hãy kích vào học sinh làm bài để chúng ta làm bài tập. Ví dụ, bài 4/10, như vậy ta thấy mão của chúng ta là 10, vậy đây chính là phân số thập phân. Tương tự như thế, các em sẽ chọn. Chọn xong, các em sẽ kích vào nút kiểm tra để các em kiểm tra bài làm của mình. Và bây giờ, chúng ta sẽ qua bài cuối cùng, đó là 4. Bài số 4. Chuyển phân số thành phân số thập phân theo mẫu.
Đối với bài số 4 thì các em sẽ xem là từ phân số đã cho chúng ta sẽ chuyển thành phân số thập phân. Muốn chuyển được từ phân số thành phân số thập phân, các em nhớ rằng là các em sẽ nhìn cái mẫu cho thầy. Nhìn mẫu thì ta lấy số ở mẫu nhân hoặc chia cho một số nào đó trở thành 10, 100, nghìn, 10.000 thì chúng ta sẽ thực hiện tương ứng. Thầy ví dụ đối với câu A là mẫu của chúng ta là 5, ta thấy 5 nhân với 2 thì sẽ được 10. Do đó ta nhân cả tử lẫn mẫu cho phân số là 2, ta sẽ được 6/10 và đây chính là phân số thập phân. Tương tự như thế câu B, câu C, câu D, câu E, câu G. Các em hãy kích vào nút học sinh làm bài để các em thực hiện bài tập của mình. Sau đó kiểm tra và lưu lại bài làm của mình. Các em cố gắng thực hành cho tốt và làm cho đúng bài tập của mình. Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em về nhà thực hiện cho thầy hai phần. Phần thứ nhất đó là ôn lại kiến thức. Phần thứ hai là các em thực hiện lại các bài tập trong sách giáo khoa cũng giống như trong cuốn vở bài tập toán 5 tập 1. Và các em nên sử dụng sách điện tử iCBook để làm bài tập. Chúc các em học tốt.